Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Yến Chibi Tarot. Trong nội dung video hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người đó là cách liên kết bài cũng như là một số trải bài cơ bản trong Tarot. Thứ nhất là về phần liên kết bài, liên kết các lá bài trong một trải bài thì luôn luôn là một cái vấn đề khá là khó khăn. Học viên của mình cũng rất là hay nói rằng là em không biết là cách liên kết bài sao cho đúng, không biết liên kết bài sao cho xem bài nó đúng và nó chính xác nhất. Thì nhất là mình cũng có nói rằng là liên kết bài ở đây đó là cách để mà chúng ta xây dựng ra một cái câu chuyện riêng của bản thân. Ví dụ như một cái lá bài như thế này, chúng ta có thể có rất là nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Và quan trọng là trong một cái trải bài chúng ta có thể lựa chọn những ý nghĩa nào nó phù hợp nhất này, cũng như là nó liên quan đến câu hỏi của Quirin nhất. Câu hỏi của Quirin như thế nào, chúng ta sẽ chọn những cái ý nghĩa nó phù hợp, nó logic nhất, và chúng ta có thể xây dựng ra cái câu chuyện riêng của chính bản thân mình. Câu chuyện xây dựng ra nó càng hợp lý, nó càng thuyết phục thì có khả năng cái mức độ đọc bài, cái mức độ xem bài của chúng ta càng cao, và cái khả năng xem bài của mình nó cũng sẽ càng được cải thiện. Vậy vấn đề liên kết lá bài ở đây đó là gì? Thì ngay sau đây mình sẽ chia sẻ. Và trong nội dung video hôm nay thì của mình cũng muốn chia sẻ thêm đó là một số cách trải bài cơ bản trong Tarot. Thì mình cũng sẽ chia sẻ theo cách đó là lồng ghép cách trải bài cũng như là cách đọc bài cũng như là cách liên kết lá bài sao cho nó hợp lý nhất nhá. Thế mình bắt đầu luôn đây ạ. Miễn bộ bài này thì mình sẽ để ra đây. Cách trải bài đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là cách trải bài ba lá. Ví dụ trong một trải bài ba lá thì thường sẽ ứng với những cái câu hỏi nào, hay là những cái câu hỏi nào thì mình có thể dùng trải bài ba lá này. Thứ nhất đó là dành cho những cái câu hỏi như thế nào, ví dụ công việc của mình trong thời gian tới như thế nào. Thứ hai đó là tình cảm của mình trong thời gian tới như thế nào, hay là tổng quan tình cảm, hay là tổng quan vấn đề công việc của mình trong 6 tháng tới như thế nào. Bình thường trong cách trải tổng quan thì mình sẽ giới hạn cái khoảng thời gian, mà như trong Tarot thì xem 3 đến 6 tháng đó ạ, nên là mình sẽ chỉ giới hạn thời gian trong vòng từ 3 đến 6 tháng thôi. Tiếp theo là ví dụ như có thể hỏi xem là trong vấn đề công việc của mình có thuận lợi không, hay là có gặp vấn đề gì khó khăn, hay là mình cần phải tránh, hay là cần phải làm những cái gì để mà mọi thứ trong cái công việc của mình có thể tốt hơn. Nhất là mình có thể trải ví dụ trong cái câu hỏi đó là công việc của mình trong thời gian tới như thế nào nhá. Chúng ta xào bài ạ. Ở đây thì mình cũng có chia sẻ là mình xào bài như thế nào thì để mà có thể liên kết với bài tốt nhất, chứ không nhất thiết là mình phải quy ước rằng là nam là phải 7 lần mà nữ cũng phải là 9 lần. Sao bài sao cho nó liên kết bài được cách tốt nhất, cũng như là khi nào mình cảm thấy ok nhất. Và trong cái quá trình xào bài mình cố gắng là suy nghĩ, cố gắng tĩnh tâm lại, nhớ đến cái câu hỏi này, cũng như là nghĩ đến những cái vấn đề mà mình muốn hỏi. Đó là cái cách để mà chúng ta lên bài một cách chính xác nhất ạ. Chọn luôn ba lá đầu tiên nhé. Nhất này, hai này, ba này. Bình thường trong một cái trải bài ba lá như thế này thì mình sẽ bốc từ 1 đến 2 lá lời khuyên. Và trong một trải bài thì chúng mình, với cái kinh nghiệm cá nhân của mình nhé, thì khuyên nó là không nên bốc và không nên sử dụng quá 5 lá, bởi vì trong khi mà mình bốc quá nhiều như vậy thì mình cũng sẽ làm loãng cái trải bài, và khi đó thì nhiều lá bài quá mình không biết tập trung khai thác vào trong cái lá bài nào. Thứ nhất là đây mình có thể phân tích, thứ nhất là trong cái câu hỏi của mình đó là vấn đề công việc của mình trong thời gian tới như thế nào, thì ba lá này sẽ ứng với ba câu hỏi. Chắc chắn là câu chuyện trải bài ba lá này sẽ đã không còn xa lạ này, cũng như là tất cả mọi người cũng có thể tìm hiểu từ trước rồi. Ba lá này thì đại diện cho thứ nhất đó là quá khứ này, thứ hai là hiện tại này, thứ ba đó là tương lai ạ. Mọi người có bị cái lá quá không ạ? Về mặt quá khứ thì đó là những cái vấn đề nó đã qua rồi,
Nên là chúng ta sẽ không đi sâu vào phân tích vào những cái lá ở quá khứ nữa. Mà những cái lá quá khứ này thì chúng ta có thể đả động này, hoặc là có thể xem sau, hoặc là chỉ đọc qua một cách khái quát thôi, chứ không chuyên sâu. Mà chúng ta sẽ đi sâu vào những cái lá như thế này, lá hiện tại này và lá tương lai. Và chúng ta hãy cố gắng là phân tích sâu ở những cái lá tương lai này, thì cũng đó chính là những cái câu trả lời cho cái câu hỏi của mình. Thì thứ nhất này, ở trong cái trải bài này thì mình, đây là bản thân mình xem cho mình luôn ạ. Thì cũng lâu lắm rồi, cũng chia sẻ thật với mọi người rằng là cũng lâu rồi chưa trải bài cho chính bản thân mình. Thì đúng là lần này thì lên bài cũng khá là bất ngờ. Thì thứ nhất là mình có thể đọc bài mẫu như thế này. Ở vấn đề quá khứ là năm gậy keyword của nó đó là sự mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, có sự cố chấp hay là có sự bảo thủ trong cái quá trình làm việc ạ. Thứ hai đó là đít này thì như mình cũng đã chia sẻ ở trong những cái video trước rồi, đó là về phần tổng quan này hay là khái quát ý nghĩa của các lá bài phần 2 hay là phần thì đít này thì mình cũng nói đó là đánh dấu sự chuyển hóa, đánh dấu sự chuyển đổi này, bản thân mình cần phải có sự thay đổi trong cái cách làm việc cũng như là cách suy nghĩ và định hướng thay đổi mục tiêu. Và lá kinh cốc này thì ám chỉ đó là công việc của mình trong thời gian tới như thế nào. Thì thứ nhất là đúng là hiện tại thì bản thân mình cũng đang trong đứng ở một cái giai đoạn đó là sự chuyển hóa này, sự chuyển đổi này. Bản thân mình đang đứng trước đó là bản thay đổi cũng như là xác định lại cái mục tiêu, xác định lại cái định hướng của bản thân mình trong vấn đề công việc. Và trong thời gian tới, kinh cốc này ám chỉ đó là bạn có thể được giúp đỡ bởi một người có thiên hướng kinh doanh, cũng như là họ cũng công việc thì cũng không quá gò bó áp lực này, và mình thì hoàn toàn có thể tin tưởng được họ, cũng như là họ cũng sẽ chân thành giúp đỡ mình. Và đúng thì đúng là như vậy, hiện tại thì mình cũng có đang hợp tác này, cũng có đang cùng xây dựng định hướng của bản thân theo cái hướng đó là kinh doanh ạ. Thì cũng đúng là như vậy thật. Hiện tại thì bản thân mình cũng đang đứng ở trong cái giai đoạn đó là xác định lại rõ cái hướng đi và mục tiêu của mình tương lai sau này. Và trước đây thì đúng là câu chuyện là có sự mâu thuẫn nội bộ, cũng như là có sự bất đồng quan điểm giữa đồng nghiệp và sếp. Thì ở đây cách liên kết lá bài đó là chúng ta sẽ đọc theo cái hướng đó là quá khứ ạ. Có quá khứ thì mới nói đến câu chuyện tương lai và nói đến câu chuyện hiện tại ạ. Thì ở đây thì chúng ta có thể liên kết như thế này nhá. Quá khứ này, do bản thân mình có sự mâu thuẫn, có sự cố chấp, có sự bất đồng quan điểm với đồng nghiệp trong công việc, mà thì chắc chắn là một là đồng nghiệp, hai là sếp, có sự bất đồng quan điểm này, nên là bây giờ bản thân mình đang đứng trước cái sự chuyển đổi, sự chuyển hóa này. Và như cái là đích này mình có chia sẻ về phần ý nghĩa đó là có sự chuyển việc hay là có sự nghỉ việc. Và nghỉ việc rồi thì chắc chắn là sẽ có phải sự chuyển đổi, có sự thay đổi để mà thích ứng với cái môi trường hiện tại. Và chuyển đổi ở đây rằng là bản thân mình sẽ không đi theo cái con đường công việc bình thường nữa, mà có thể là đi theo cái hướng đó là bản thân mình đã có dự định từ trước rồi. Và ở đây là có khả năng là sẽ được giúp đỡ bởi những cái người nào đó, đó. Và ở đây thì lời khuyên thì bản thân mình cần phải có sự chuẩn bị, có sự chuẩn bị cho những cái cuộc cạnh tranh hay là chuẩn bị cho những kế hoạch mang tính lâu dài, và cũng nên kiên trì về cái hướng đi của bản thân đó. Mọi người hiểu về phần liên kết này chưa? Nếu mà có vấn đề gì hoặc là mọi người có gì thắc mắc thì có thể inbox cũng như là comment trực tiếp phía dưới video để mà mình có thể hỗ trợ trực tiếp. Mọi người hãy nhớ subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Đó là một số cái trải bài và cũng như là cái cách liên kết bài trong một trải bài ba lá. Nhân đây thì mình cũng muốn chia sẻ luôn rằng là có rất là nhiều bạn cũng như là có nhiều học viên hỏi mình rằng là
xem bài tarot như thế này thì mình có thể tự xem bài cho bản thân mình được không? Thì mình nói luôn và mình trả lời luôn rằng là mình có thể hoàn toàn xem bài được cho bản thân mình. Nhưng mà tại sao chúng ta các tarot reader họ sẽ rất là ít khi xem bài cho bản thân mình? Thứ nhất là khi mà xem bài cho bản thân mình thì hay có xu hướng đó là chọn này, hay là tìm những cái lá bài, hay là có những cái ý nghĩa tích cực nhất trong cái quá trình xem bài để mà đọc trong bản thân mình. Bởi con người mà hay có xu hướng đó là chọn cái gì tốt đẹp, cái gì tốt về bản thân mình, còn những cái điều không tốt này hay là điều mà bản thân mình cần sửa đổi thì có rất là nhiều người họ có xu hướng trốn tránh. Các tarot reader là người chứ không phải là thần thánh nên là họ vẫn có những cái cảm xúc bình thường của con người mà, đúng không ạ? Nên là chúng ta mới hay có cái câu chuyện đó là các tarot reader xem cũng như là trao đổi xem bài với nhau để làm gì ạ? Để đảm bảo cái tính khách quan cũng như là đảm bảo cái tính cụ thể. Và trong cái quá trình trao đổi như thế thì một phần là chúng ta có thể trao đổi kiến thức này, cũng như là có thể hoàn thiện thêm một cái phần kiến thức cũng như là quan điểm của bản thân mình về tarot ạ. Nên là mọi người đừng có thắc mắc rằng là tại sao mình không tự xem bài cho bản thân mình được. Đó, có xem bài được nhưng mà sẽ không đảm bảo được cái tính minh bạch hay là tính cụ thể hay là cái tính chính xác của nó. Nên là tốt nhất là chúng ta nếu mà có thể thì cứ đi trao đổi xem bài với nhau đi ạ. Ở trong cái trải bài ba lá này thì cũng có khá là nhiều cái sự biến tấu. Ví dụ như là trải bài ba lá tam giác chẳng hạn. Ví dụ trong trải bài ba lá tam giác thì thứ nhất này, 1 này, 2 này, 3 này. Thì ở đây ba lá này sẽ đại diện thứ nhất đó là về phần kết quả này, thứ hai đó là nguyên nhân khách quan và thứ ba đó là nguyên nhân chủ quan ạ. Thì ở trong cái trải này thì chúng ta cũng sẽ bóc trong từ 1 đến 2 lá lời khuyên và chúng ta sẽ vẫn tiếp tục liên kết theo như cái cách ba lá kia. Nói chung là trong cái trải bài ba lá này thì cũng khá là đơn giản. Tiếp theo mà mình có muốn chia sẻ với mọi người đó là một số trải bài Eno. Thì cái trải Eno thì mình nghĩ rằng là cũng không quá xa lạ gì với mọi người nữa. Bởi vì Eno ở đây thì mình có thể đọc hay là có thể nhìn, cũng có thể là tìm hiểu ở trong những cái nhóm này hay là những cái group ở trên Facebook hay là fanpage. Mọi người cũng có hay những cái topic đó là xem bài free Eno cho mỗi người. Và thường Eno này thì cũng khá là đơn giản thôi. Và mình ở đây thì những cái cách trải bài Eno mà mình có giới thiệu ở trong video này là được đúc kết này, cũng như là mình học hỏi, mình tìm hiểu và từ cái kinh nghiệm của bản thân. Thì ở đây thì nhất này, cái trải bài Eno thứ nhất. Eno thì nó sẽ dành những câu hỏi có đuôi có hoặc không, và cái cách trả lời nó cũng rất là đơn giản là có hoặc không thôi. Ví dụ như là câu hỏi là vấn đề học hành của mình trong thời gian tới có tốt hay không, thì Eno nó chỉ đưa ra ví dụ như là có hay không, tốt hay là không. Nhưng mà có nhiều reader thì họ sẽ đọc và kèm theo lời khuyên của những cái lá bài chẳng hạn. Riêng cá nhân mình, Eno thì thường thì sẽ không bao giờ quên, chỉ là mỗi câu hỏi có hoặc không thôi sẽ đi kèm theo lời khuyên. Ví dụ như vấn đề học hành có tốt hay không, có tốt, nhưng mà bản thân mình cần phải làm gì để nó tốt, hay là bản thân mình kèm theo cái phần ý nghĩa của lá bài ạ. Thì ngay bây giờ mình sẽ chia sẻ. Thứ nhất đó là phần Eno. Eno ở đây thứ nhất là Eno 39 lá. Eno 39 lá này thì mình sẽ sử dụng đó là 39 trên tổng số 78 lá bài. Mình sẽ bóc 39 lá ra. Trong cái quá trình xả bài thì vẫn tiếp tục đó là nghiên câu hỏi của mình, và mình sử dụng 39 lá. Trong 39 lá này thì chúng ta sẽ sử dụng lá The Magician và các lá ACE. Thì mình cũng sẽ đưa ra một cái câu trả lời như thế này này. Trong một cái trải bài, cái tỷ lệ chỉ có một lá The Magician này và 4 lá ACE. Thì câu trả lời nhất là trong 39 lá đấy có một lá The Magician này, 4 lá ACE, thì câu trả lời sẽ là có ạ. Thứ hai, một lá The Magician, 3 lá ACE, cũng câu trả lời cũng sẽ là có ạ. Nhưng mà không có The Magician, 4 lá ACE, câu trả lời cũng sẽ là có. Một lá Magician này, 2 lá ACE, thì câu trả lời sẽ là nửa có nửa không.
3 là AC cũng sẽ là nửa có nửa không. Nhưng mà 2 là AC, 2 là AC và 1 là Zermanskin cũng là nửa có nửa không. Nhưng mà 1 là Zermanskin hoặc là 1 là AC thì câu trả lời cũng là không, hoặc là 1 là AC không có Zermanskin, câu trả lời cũng sẽ là không ạ. Đó. Đây là trải bài 39 lá. Nhìn thấy số lượng lá thì nó nhiều như thế thôi, nhưng mà thường thì cũng sẽ không phức tạp lắm đâu ạ. Trải bài tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đó là Edno một lá. Edno một lá này thì cũng có hai cách trải, đó là Edno dựa theo cái nguyên tố của lá bài. Thứ nhất đó là phần chính này, phần phụ cùng bộ kiếm này, bộ cậy này, bộ cốc này và bộ tiền. Trong cái trải Edno này thì chúng ta vẫn tiếp tục xào bài, sau đó bóc ra một lá. Trong cái quá trình xào bài thì mình cố gắng quy ước đó là ẩn chính này, ẩn phụ này. Thì nếu mà ra lá ẩn chính nhá thì câu trả lời sẽ là 50-50, phụ thuộc vào sự may mắn của cá nhân và nỗ lực của bản thân mình xem là có đạt được cái điều đó hay không. Tiếp theo, nếu mà ra bộ cốc thì câu trả lời sẽ là có và bản thân mình mặc định sẽ đạt được cái điều này mà không cần phải bỏ ra công sức này hay là không cần phải cố gắng nỗ lực nhiều. Thứ hai, nếu mà ra bộ tiền thì có, câu trả lời vẫn sẽ là có, sẽ đạt được cái mục đích hay là đạt được điều mình muốn, nhưng mà bản thân mình cần phải trả giá này hay là cần phải cố gắng này hay là cần phải liên quan đến tiền bạc thì mới có thể đạt được mục đích của mình. Bộ gậy thì sẽ là có, câu trả lời cũng sẽ là có, nhưng mà gậy ở đây này cần phải cố gắng này, nỗ lực này, thậm chí là phải đam mê này, hay là cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, và đặc biệt là phần giao tiếp ạ. Nhưng mà bộ kiếm thì sẽ là không, bộ kiếm và mặc định sẽ là không ạ. Tiếp theo đó là cũng là Edno một lá, nhưng mà Edno một lá này thì cũng sẽ là theo quy ước, theo ngược xuôi. Nó sẽ không cần phải nhớ nhiều so với bộ nguyên tố nữa. Thì ngược xuôi ở đây cũng chỉ đơn giản là ngược thì sẽ là không mà xuôi thì sẽ là có thôi. Ví dụ mình muốn hỏi cái câu hỏi đó là vấn đề học hành của mình trong thời gian tới có tốt hay không chẳng hạn. Bây giờ mình cũng vẫn sẽ xào bài. Câu trả lời sẽ là, ở đây là một lá bài xuôi ạ. Câu trả lời sẽ là có ạ. Nhưng mà do vụ gậy thì bản thân mình cần phải cố gắng nỗ lực hơn rất là nhiều. Và quan trọng ở trong cái lá này kết hợp với ý nghĩa của lá hai gậy là bản thân mình cần phải có hướng đi, cũng như là cần phải có mục tiêu thì mới có thể thành công được. Đó ạ. Đó là Edno theo ngược xuôi. Mình còn một cái trải bài Edno nữa, đó là Edno 5 lá. Edno 5 lá này thì mình sẽ sử dụng, vẫn xào bài và sử dụng 5 lá này. Ví dụ mình sẽ bóc ra cũng là cái câu hỏi đó là vấn đề học hành của mình trong thời gian tới có tốt hay không này. Ví dụ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Thì những cái lá này thì chúng ta sẽ, nó rơi vào như thế này ạ. Câu trả lời ở đây thì nhá, là nếu mà là bộ ẩn chính và là số chẵn thì câu trả lời sẽ là có. Thứ hai đó là bộ số lẻ và ra lá hoàng gia thì câu trả lời sẽ là không ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là đa số thắng nhiều số, và cũng như là nếu mà ra cả chẵn cả lẻ nhưng mà không thuộc bộ ẩn chính hay không thuộc lá hoàng gia thì câu trả lời cũng sẽ là hoàng. Ví dụ như ở trong cái trải bài này của mình thì ra bao nhiêu số chẵn ạ? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, và một số lẻ đó là lá bộ ẩn chính. Thì ở đây là số chẵn là chiếm đa số thôi ạ, nên là câu trả lời cũng sẽ là có. Và trong cái trải bài như 5 lá như thế này chúng ta cũng sẽ cố gắng kết hợp với ý nghĩa của cái lá bài. Ví dụ như là bản thân mình thì cần phải có hướng đi, có định hướng này. Thứ hai đó là bản thân mình đang rơi vào cái tình trạng đó là có sự áp đặt
hay là có sự định hướng của gia đình, hay là cũng đang cố gắng nỗ lực kiểm soát mọi thứ nhưng mà vẫn còn đang có sự phân vân chẳng hạn. Đó ạ, để đọc cái trải bài thêm được sâu và thêm thêm sự cụ thể ạ, thì chúng ta cũng nên kết hợp với ý nghĩa lá bài sao cho nó tốt hơn. Đó, đó mình vừa mới chia sẻ với mọi người, đó là cách liên kết lá bài này, cũng như là một cái số cái cách trải bài cơ bản trong Tarot. Thì mọi người cũng có thể tham khảo thêm một số cách trải bài nữa ở trong một số cái trang, ví dụ như là cộng đồng tarot.vn. Ở đó thì mình cũng có thấy rất là nhiều trải bài cũng khá là hay và cũng khá là thú vị, cũng rất là thích hợp với mọi người, với những cái người mà mới bắt đầu ấy. Thì mình khuyên rằng là nên tham khảo này, hoặc là nên chọn lựa những cái trải bài đơn giản thôi, ít lá thôi. Và mình còn một điều lưu ý như thế này ạ, chúng ta trong Tarot chúng ta không nhất thiết là cứ phải học thuộc hết tất cả những cái trải bài, mà chúng ta hãy cố gắng là tự xây dựng này, hay là tự thiết lập cho mình những cái trải bài riêng của bản thân, tự theo quy ước của bản thân. Bởi vì trong cái trải bài của Tarot thì nó là vô biên, nên là cái mà mình cần ở đây đó là, một là học hỏi, thứ hai là cũng cần vận dụng cái sự đam mê của mình ở trong cái trải bài Tarot, tự bản thân mình quy ước cái trải bài của bản thân mình có logic hay không. Chứ chúng ta cũng không nhất thiết là cứ phải đúc theo khuôn mẫu, cứ phải máy móc đi theo, thì đôi khi là nó sẽ mất đi cái sự phong phú trong các trải bài rồi ạ. Mọi người có còn vấn đề gì muốn hỏi hoặc là có gì thắc mắc trong cái quá trình liên kết cũng như là các trải bài thì mọi người có thể comment trực tiếp phía dưới video, cũng như là inbox cho mình qua Facebook Vũ Hải Yến. Link Facebook thì mình cũng đã gắn ở phần giới thiệu cũng như là mô tả kênh rồi. Mọi người hãy ấn like, share và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Ở trong các video sau, mọi người có muốn mình làm video gì, mọi người hãy comment bình luận ở phía dưới để mà mình có thêm ý tưởng để làm cái video hay hơn nhé. Xin chào và tạm biệt mọi người.